Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, xin gửi đến cộng đoàn bài chia sẻ của cha Tạ Duy Tuyển như sau. Đầu năm 2024, xôn xao chuyện bán con. Ngày xưa, chị dậu bán con chuộc chồng trở thành một tác phẩm văn học để dạy con người đừng buông xuôi và phải vượt lên số phận. Trong cái xấu thì người ta phải chọn cái ít xấu hơn, đó là một sự lựa chọn mà chính xã hội đã đẩy họ vào con đường bế tắc. Ngày nay cũng chuyện bán con để trang trải cuộc sống và cũng là mong cho con có chỗ ở tốt hơn nhưng lại phải vào tù. Cái nghèo, cái xấu đến với con người đôi khi là vì hoàn cảnh xã hội. Vậy nên chúng ta là những người đang sống trong xã hội lại để người bên cạnh nghèo đến độ bán con và đi tù. Có lẽ chúng ta cũng cần xét lại lương tâm. Tôi đã làm gì cho người nghèo này? Liệu bắt nhốt họ có làm cho xã hội hết nghèo, phải bán con không? Một vài suy nghĩ để nói về chuyện đầu năm 2024. Vào ngày 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Kim Nhung, sinh năm 2002, 10 năm tù và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, sinh năm 1995, cùng ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, 13 năm tù. Theo cáo trạng, Nhung và Tuấn sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng tháng 11 năm 2022, cả hai cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, nên bàn bạc thống nhất liên lạc gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư, sinh ngày 12 tháng 10 năm 2022. 100 năm trước, vào đầu thế kỷ 20, chị dậu cũng phải bán con để chuộc chồng, đã trở thành mẫu gương kiên cường, bất khuất, không chấp nhận số phận qua tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Gia đình chị dậu bị bức bách trong vụ thu thuế năm ấy. Chồng bị bắt, chị dậu là một người phụ nữ nông dân nghèo khổ, cần cù lao động, sầu tình thương chồng, thương con, dũng cảm chống lại bọn cường hào. Chị phải bán gánh khoai, bán ổ chó và đứt ruột bán đứa con gái lên 7 tuổi cho vợ chồng Nghị Quế mới đủ nộp xuất sư cho chồng, thoát khỏi sự bức nã của bọn cường hào ác bá. Nhưng anh dậu vẫn bị trói ở sân đình vì còn thiếu một xuất sư của anh xỉu. Em ruột anh dậu đã chết từ năm ngoái. Thật khốn cùng, chị dậu không biết tìm đâu ra tiền để nộp xuất siêu ấy nữa. Vì thế mà anh dậu bị bọn cường hào đánh cho thừa chết thiếu sống. Có lần, tên cai lệ hung hăng chửi bới. Hắn gọi anh dậu là thằng kia. Hắn trợn ngược hai mắt quát chị dậu. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Siêu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất. Một cách hách dịch. Trước tình thế, chị dậu đã hạ mình van xin. Lúc thì run run xin khất, lúc thì van nài xin ông trông lại, nhưng vẫn không thể làm động lòng những kẻ bất nhân kia. Tên cai lệ càng hung hăng hơn, hắn giật phát dây thừng trong tay anh hầu cân lý trưởng, rồi sầm sập đến chỗ anh dậu đang nằm để hất chói điệu gia đình. Chị dậu thất thần van hắn tha cho, thì hắn bịch luôn vào ngực chị dậu, mấy bịch, tát đánh bốp vào mặt chị rồi nhảy vào cạnh anh dậu. Mọi sự nhẫn nhục đều có giới hạn, để bảo vệ tính mạng của chồng, bảo vệ nhân phẩm của bản thân, chị dậu đã kiên quyết. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Không thể lùi bước, chị dậu đã nghiến hai hàm răng thách thức. Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Nghe giọng nói đanh thép của người đàn bà nông dân, bọn cường hào kia chưa kịp hết kinh ngạc đã bị đánh cho một trận nhớ đời. Con run xéo mãi cũng quằn, chị dậu cũng vậy, bị áp bức dã man, tính mạng bị đe dọa. Chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm. Ngô Tất Tố rất hả hê khi tả cảnh chị dậu cho tên cai lộ và tên hầu cận lý trưởng một bài học thích đáng. Ông đã chỉ ra một quy luật tất yếu trong xã hội, có áp bức, có đấu tranh. Ông không kết án chị dậu bán con và cả xã hội vẫn cho rằng chị bán con là do hoàn cảnh, nhưng cũng là con đường tốt hơn cho đứa con khi nó được lớn lên trong gia đình giàu có. Ngày nay, chúng ta không cổ vũ chuyện bán con, nhưng chúng ta cần cổ vũ liên đới trách nhiệm xã hội. Tại sao xã hội chúng ta lại còn có những người nghèo đến như thế? Chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng đã làm gì trước những phận nghèo quanh mình? Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin về vụ việc bán con như sau, đôi vợ chồng hờ mua bán con lãnh 2-3 năm tù về tội mua bán người. Ngày 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh, 10 năm tù và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn,
19 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương, 13 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng Nguyễn Hữu Dương, 22 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đang bị một căn bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Dương sau quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi Dương khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý. Trước đó, trong khoảng tháng 11 năm 2022, do cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con nhỏ, Nhung và Tuấn sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, bàn bạc thống nhất liên lạc các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế, có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư của hai bị cáo là bé N, 2 tuổi để nhận lại một khoản tiền. Sau đó, cả hai tham gia một nhóm trên mạng xã hội, đăng thông tin và tương tác trực tuyến với Nguyễn Hữu Dương ở tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình trao đổi, thỏa thuận Nhung và Tuấn không tìm hiểu về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và thông tin cụ thể của người sẽ nhận bé N như thế nào mà tiến hành giao dịch. Khoảng 15 giờ 10 ngày 4 tháng 12 năm 2022, tại khu vực phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Nhung và Tuấn giao bé N cho Dương và nhận số tiền 18 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Dương, đồng thời mời Nhung và Tuấn lên cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.